chui vào chuồng bắt trăn, người đàn ông bị trăn siết cổ tử vong. Chuyên mục nóng trên mặt báo hôm nay bàn về chính sách giảm 2% thuế VAT. Theo đó, cứ 100 đồng chi tiêu, người dân tiết kiệm được 2 đồng. Thực tế cũng cho thấy, dù VAT giảm 2%, nhưng hiệu ứng thúc đẩy tiêu dùng khiến thu ngân sách không những không giảm, thậm chí còn tăng rất cao. Cận cảnh nhà công tử Bạc Liêu sau khi thay áo mới. Độc lạ Ấn Độ, sống cùng một ngôi nhà nhưng ở hai bang khác nhau. Tuyết Oanh, Xuân Nghĩa xin gửi lời chào mừng cùng lời cảm ơn đến quý vị đã chọn theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Phần tin nóng sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Thưa quý vị, những ngày qua, người dân cả nước đang dõi theo thông tin về tình hình bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông cao 35m tại công trường thi công dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Ai ai cũng lo lắng ngóng trông và mong chờ phép màu có thể xảy ra với cháu bé. Vâng, lực lượng chức năng đã hoạt động hết công suất, ngày đêm triển khai phương án đưa bé bị tai nạn lên khỏi lòng đất nhanh nhất. Và sau đây là thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật được về tình hình giải cứu bé trai tính đến 18 giờ ngày 3 tháng 1, 2023. Ngày 3 tháng 1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, công đoạn đóng ống vách thép có đường kính 1,5 m xuống sâu lòng đất đã được hoàn thành. Ống lớn này sẽ bao quanh ống cọc bê tông có em Thái Lý Hạo Nam bên trong. Dự kiến, đội tiếp tục khoan nhồi, bơm hút đất bùn để làm giảm áp lực ma sát với đất trực tiếp lên thành cọc bê tông. Khi đủ điều kiện, đội cứu hộ sẽ dùng thiết bị cẩu công suất lớn để kéo cọc bê tông lên khỏi mặt đất. Sau khi đưa được cọc bê tông lên, đơn vị công binh của quân khu 9 sẽ trực sẵn tiến hành nội soi thăm dò để xem em Nam ở vị trí nào, rồi dùng biện pháp chuyên dụng để đưa bé trai ra ngoài. Cái nhóm kỹ thuật xác định đây là cái phương pháp tốt nhất mà mình đang tập trung, bởi vì đặt cái lồng ống này sau khi mà làm tơi xốp đất hút ra thì nó sẽ giảm tối đa cái áp lực, rồi tiếp tục khoan nhồi sâu xuống đoạn dưới thì hy vọng rằng là cái áp lực ma sát giảm tối đa thì ống sẽ được rút lên và thiết bị chuyên dụng thì nó có thành công. Đây là một cái tình huống mà tai nạn rất là hy hữu, rất hiếm gặp, cũng không ngờ được. Thành thử ra các biện pháp lúc đầu là tập trung để cứu sống em bé, rồi sau đó thì thấy khó khăn thì mới triển khai tiếp tục các biện pháp. Mặc dù có cái lúng túng bất ngờ nhưng mà các đơn vị thi công tại chỗ đã tìm mọi cách để tiếp cận em bé để triển khai sớm nhất các biện pháp cứu hộ. Trước đó, 11 giờ 30 phút trưa ngày 31 tháng 12 năm 2022, Thái Lý Hậu Nam, 10 tuổi, cùng ba bạn hàng xóm tới công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp để nhặt sắt. Không may, Nam rơi xuống ống cọc bê tông rỗng, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Sau khi sự việc xảy ra, một số nhân chứng cho biết, sau khi rơi vào cọc bê tông, bé trai kêu cứu chừng 10 phút rồi không nghe tiếng nữa. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn. Về phía gia đình bé trai, trưa ngày 3 tháng 1, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Quốc phòng đã đến thăm gia đình bé Thái Lý Hậu Nam. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều cho biết Quân khu 9 sẽ hỗ trợ gia đình một căn nhà. Hiện dù rất đau buồn, nhưng gia đình cũng giữ được bình tĩnh, phối hợp tốt với lực lượng chức năng để cứu hộ em bé. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã chủ trì phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Công an phá thành công chuyên án, bắt giữ hai đối tượng là anh em ruột, vận chuyển trái phép 9 bánh heroin tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. Các đối tượng bị bắt gồm Phạm Ngọc Thủy và Phạm Ngọc Hữu, tang vật thu giữ 9 bánh heroin, một dao nhọn và một số vật chứng liên quan. Được biết hai đối tượng là hai anh em ruột. Đối tượng Phạm Ngọc Thủy có một tiền án về tội tàng trữ, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Đối tượng Phạm Ngọc Hữu có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và tội đánh bạc. Để thực hiện hành vi trên, hai đối tượng đã thuê xe taxi từ huyện Mộc Châu qua huyện Vân Hồ đi về Hà Nội để tiêu thụ. Khi đang trên đường vận chuyển thì bị các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa tuyên phạt bị cáo Từ Tấn Tài, 27 tuổi, quê thành phố Hồ Chí Minh, 15 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận các tài liệu của cơ quan tổ chức,
2 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tổng hình phạt đối với bị cáo là 20 năm tù giam. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Tài làm nhiều nghề khác nhau như bốc xếp, lơ xe tải. Vào năm 2019, Tài nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn dùng tên giả và giấy tờ giả xin vào làm tài xế lái xe tại các cơ sở kinh doanh. Mục đích của Tài là tiếp cận tài sản là xe, hàng hóa tại các cơ sở kinh doanh để chiếm đoạt tài sản. Từ ngày 30 tháng 8 năm 2019 đến ngày 31 tháng 1 năm 2020, Tài đã nhiều lần đến khu vực chợ Nhật Tảo, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh mua chứng minh nhân dân của một đối tượng không rõ lai lịch rồi tháo hình trong chứng minh nhân dân mua ra, gắn hình của Tài vào. Sau đó lên mạng xã hội tìm người làm giấy tờ giả rồi xin vào làm việc tại các cơ sở kinh doanh. Lợi dụng sơ hở của các chủ cơ sở, Tài đã thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt một xe ba gác, 3 xe ô tô tải với tổng giá trị hơn 815 triệu đồng. Đến tháng 2 năm 2020, Tài bị công an huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai bắt giữ sau khi bị người dân tố giác. Một sự việc thương tâm đã xảy ra tại Bình Phước. Thưa quý vị, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Bình Long đang tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ một người đàn ông tử vong do trăng siết cổ trong quá trình bắt trăng trong chuồng. Nạn nhân là anh TB, 47 tuổi, ngụ xã Thanh Phú, thị xã Long Bình, tỉnh Bình Phước. Trước đó, tối ngày 1 tháng 1, anh B cùng một người bạn đến nhà ông Nguyễn Minh Hải ở ấp Thanh Hải, xã Thanh Lương bắt con trăng được ông Hải cho về nuôi. Tại đây, anh B chui đầu vào chuồng làm bằng gỗ, bọc lưới nhựa cứng để bắt trăng. Tuy nhiên, khi đang bắt con trăng ra thì bất ngờ bị trăng siết chặt quanh cổ, không vùng vẫy được. Phát hiện sự việc, mọi người đứng ngoài nắm chân nạn nhân kéo ra ngoài, tuy nhiên do bị con trăng quấn chặt nên khi mọi người kéo ra khỏi chuồng thì anh này đã tử vong. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chiều ngày 2 tháng 1, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã khám nghiệm hiện trường, đang làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong bất thường khi đang đứng mua vé số. Mời quý vị cùng theo dõi thông tin sự việc. Trước đó, hơn 14 giờ chiều cùng ngày, một người đàn ông đi xe đạp thể thao tới số 766 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức để mua vé số. Khi đang đứng lựa vé thì bất ngờ ông này ngã xuống đường lên cơn co giật. Ngay lập tức, người dân chạy tới sơ cứu nhưng người đàn ông đã tử vong sau đó ít phút. Nhận tin báo, Công an thành phố Thủ Đức và Công an phường Hiệp Bình Chánh có mặt lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera để làm rõ. Nạn nhân được xác định là ông VT, tên độc tắc, sinh năm 1964, ngụ thành phố Thủ Đức. Tới gần 16 giờ chiều ngày 2 tháng 1, thi thể ông T được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân. Thưa quý vị, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, gọi tắt là Ban 4, thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính, đã đề xuất chính phủ xem xét kéo dài tới hết năm 2023 một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã phát huy hiệu quả thiết thực trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Mà chính sách đầu tiên Ban 4 đề xuất là việc giảm 2% thuế VAT. Vâng, thưa quý vị, phải công nhận giảm VAT là một trong những chính sách tạo hiệu quả ngay lập tức mà người hưởng lợi bao gồm từ doanh nghiệp sản xuất cho đến từng người dân. Doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, gia tăng sản xuất và doanh số. Người dân thì cứ 100 đồng tiêu dùng là tiết kiệm được 2 đồng. Vâng, và xin mời quý vị cùng theo dõi phần bình luận sau đây của tác giả Anh Đào để thấy rõ vấn đề rất đáng quan tâm này. Về mặt thủ tục, như đánh giá của Liên đoàn Thương mại Việt Nam, đây là chính sách nhanh được triển khai, trong khi doanh nghiệp được hưởng lợi trực tiếp mà không cần quy trình, thủ tục phức tạp cũng chẳng cần đợi phê duyệt hồ sơ. Trên bình diện chính sách, việc giảm VAT từ 10 xuống 8% không chỉ là một cách kích thích tiêu dùng hiệu quả, mà với việc tác động trực tiếp lên mặt bằng giá cả hàng hóa, chính việc giảm VAT đã giúp kiềm giá, kéo giá cả hàng hóa không tăng sốc, qua đó góp phần giữ lạm phát ổn định. Trước khi Nghị định 15 được ban hành, đã có những tính toán việc giảm thuế dẫn đến giảm thu ngân sách khoảng 49.000 tỷ đồng. Nhưng kết quả thu ngân sách 2022 ngược lại rất tích cực. Bộ Tài chính vừa công bố xong, chỉ tạm tính đến ngày 15 tháng 12, thu ngân sách nhà nước đã đạt đến 1,69 triệu tỷ đồng, vượt tới 19,8% dự toán. Khó có thể đòi hỏi một tính toán rạch ròi hoặc quy ra tiền một chính sách giảm thuế như VAT. Nhưng chắc chắn đó là một chính sách hiệu quả, mang lại lợi ích cho người dân, cho doanh nghiệp, cho toàn xã hội. Giảm VAT sẽ làm giảm giá cuối cùng của hàng hóa dịch vụ mà người tiêu dùng phải chi trả. Nó đồng nghĩa với việc người tiêu dùng sẽ mua được nhiều hơn với cùng một số tiền hoặc phải trả ít hơn cho cùng một hàng hóa dịch vụ.
Với những lo ngại rằng người tiêu dùng, người dân không được hưởng lợi đúng với những tính toán do có thói quen mua sắm hàng hóa không lấy hóa đơn ở Việt Nam. Thế nhưng nếu như phần lợi ấy có thuộc về doanh nghiệp nhiều hơn, thì đó cũng nên nhìn nhận là một sự chia sẻ với những người tạo ra của cải vật chất, tạo ra việc làm vừa trải qua 2 năm dịch bệnh đầy sóng gió. Vâng, một chính sách như thế rất nên tiếp tục kéo dài trong năm 2023. Một năm dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, khó lường. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin khép lại nội dung này của chuyên mục Nóng trên mặt báo. Tiếp tục chuyển động với chương trình là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, mới đây, ông Dư Thái Bình, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Dư Thái Bình, xã Hàm Rồng, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau, xác nhận về việc ông đã tặng chú cua vừa đạt giải tại cuộc thi cua Cà Mau lớn nhất, cua Sumo, cho Phân viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản Nam Sông Hậu thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Con cua được tiêm phóc môn nhằm mục đích lưu trữ tiêu bản được nguyên vẹn. Ông Bình cho hay, trước đó có người hỏi mua con cua này với giá 40 triệu đồng. Tuy nhiên, ông không bán mà đem tặng cho Phân viện Nghiên cứu Thủy sản Nam Sông Hậu với mục đích bảo tồn và lưu giữ hình ảnh của con cua. Cũng theo ông Bình, sau khi đạt giải, thì Phân viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản Nam Sông Hậu tiêm phọc môn để lưu giữ tiêu bản của cua Sumo. Sau khi được tiêm phọc môn, cua Sumo được trưng bày tại Ngày hội Cua Cà Mau để du khách tham quan chiêm ngưỡng. Ông sẽ cho bàn giao tiêu bản cua Sumo lại Phân viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản Nam Sông Hậu để bảo quản và trưng bày. Được biết, cua Sumo đã được tiêm phọc môn để xử lý bước đầu. Dự kiến khi đưa về Phân viện Nghiên cứu sẽ trưng bày và xử lý hóa chất hàng tuần, đảm bảo mẫu vật chú cua Sumo được nguyên vẹn. Thưa quý vị, khi nhắc đến Bạc Liêu, người ta nghĩ ngay đến công tử Bạc Liêu. Yeah. Vị công tử nổi tiếng ăn chơi một thời hay quê hương của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, người sáng tác giai điệu Dạ Cổ Hoài Lang lừng danh. Đến Bạc Liêu, du khách không chỉ được tham quan nhà công tử Bạc Liêu mà còn có cơ hội được nghe điệu đờn ca tài tử do các nghệ sĩ miệt vườn thể hiện và khám phá nhiều điểm đến hấp dẫn. Vâng ạ, và sau một thời gian đóng cửa để sửa sang lại, khu nhà công tử Bạc Liêu đã khoác lên mình chiếc áo mới tươi sáng hơn, hứa hẹn thu hút du khách gần xa đến với công trình nổi tiếng này. Khu nhà công tử Bạc Liêu tọa lạc ven sông Bạc Liêu, Cà Mau, nằm trên đường Điện Biên Phủ, thuộc địa bàn phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Khu nhà được xây dựng vào năm 1919, tức cách đây hơn 100 năm, từng là nơi của đại gia đình công tử Bạc Liêu, Trần Trinh Huy, còn gọi là cậu Ba Huy. Một trong những dòng họ giàu có bậc nhất trước năm 1975 ở tỉnh Bạc Liêu nói riêng, vùng Nam Bộ, thậm chí cả nước nói chung. Ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc của phương Tây với vẻ đẹp cổ điển cùng sự bề thế, uy nghi và sang trọng. Trải qua hơn 100 năm, khu nhà vẫn giữ được nét độc đáo riêng. Sau khi sửa chữa lại, chiếc xe thời công tử Bạc Liêu được di dời trong nhà ra bên ngoài, đặt cạnh lối ra vào cổng chính. Du khách rất ấn tượng và thích thú khi chụp ảnh lưu niệm cùng chiếc xe có kiểu dáng độc đáo này. Kiến trúc, vật dụng, đồ trang trí bên trong nhà vẫn giữ nguyên vẹn như bát, đĩa, giường ngủ, bàn trang điểm bên trong phòng ngủ của công tử Bạc Liêu. Sau khi được trùng tu lại, nhà công tử Bạc Liêu trở nên tươi sáng hơn. Không gian bên ngoài khu nhà thoáng đãng, rộng rãi, đáp ứng phần nào nhu cầu tham quan, giải trí của khách thập phương khi đến địa điểm nổi tiếng gắn liền với những giai thoại về chàng công tử vang danh một thuở. Thưa quý vị, từ nhiều năm nay, quất cần thăng đã trở thành loại cây cảnh ấn tượng bậc nhất ở Hà Nội mỗi dịp Tết Nguyên Đán. Đến thời điểm này, dù chưa đến Tết Nguyên Đán, thế nhưng những cây quất cần thăng cỡ lớn có giá vài trăm triệu đồng của ông Trương Ngọc Xuân đến nay đã gần như là cháy hàng. Ông Trương Ngọc Xuân, chủ nhân của những cây quất này cho biết, năm nay những người sành chơi cây và cẩn trọng đã đi tìm xem và mua cây để chơi Tết từ khoảng tháng 10 âm lịch. Chính vì thế, đến thời điểm này, dù còn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán, nhưng những cây quất cần thăng to, đẹp nhất của ông Xuân đều đã được khách đặt hàng mang đi hết. Ông Xuân cho biết muốn tạo ra được một cây quất cần thăng kích thước lớn, giá trị cao, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Chủ vườn quất cần thăng nổi tiếng khu Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết loại hàng khủng có giá 100 triệu đồng mỗi cây. Năm nay, ông chỉ làm ra được chưa đến 10 cây. Cây to thì hiếm, nhưng những gốc nhỏ, vừa tiền thì năm nay ông đã tạo ra khoảng trên 100 cây. Giá thành dao động trong khoảng từ 5 đến 10 triệu đồng một cây để phục vụ nhu cầu chơi Tết của khách mua. Quất cần thăng có sức sống mãnh liệt, là một loại cây không thể thiếu trong bộ sưu tập của những người mê cây cảnh.
Chúng thậm chí còn có thể trân trong nhà cả nửa tháng trời, không cần ánh nắng. Thân gốc của những cây lâu năm cũng đủ lớn, đủ dẻo dai để tạo thành những tác phẩm độc lạ. Tin quốc tế, một tiệm làm tóc ở xứ Wales, Vương quốc Anh đã có ý tưởng độc đáo, sử dụng những lọn tóc thừa của khách hàng để làm thành những chiếc thảm bằng tóc, qua đó có thể lọc dầu ô nhiễm trên đại dương. Đối với cô thợ làm tóc Adele Williams, cắt tóc không chỉ là một công việc để kiếm thu nhập, nó còn phục vụ mục tiêu cao hơn là bảo vệ môi trường biển. Sau mỗi lần phục vụ, khách hàng sẽ trở nên xinh đẹp hơn với mái tóc mới và cửa hàng sẽ có thêm một việc làm có ích, đó là dệt những lọn tóc bỏ đi thành những tấm thảm hút dầu tràn. Những lọn tóc sau khi được cắt sẽ được tập hợp trong các khay nhựa, từ đó chúng biến hình thành những tấm thảm tóc. Những tấm thảm đặc biệt được chị Adele đặt ở bờ biển thị trấn Haverfordwest, phía tây xứ Wales, với nhiệm vụ hút dầu ô nhiễm. Hóa ra tóc là một vật liệu có khả năng hút dầu rất tốt. Một chiếc thảm tóc có thể thấm lượng dầu gấp 9 lần trọng lượng của thảm. Thưa quý vị, vợ chồng sống cùng một ngôi nhà nhưng ở hai bang khác nhau. Câu chuyện kỳ lạ này xảy ra ở Ấn Độ. Cụ thể thì những người trong ngôi nhà kỳ lạ này sống theo kiểu sáng nấu ăn ở bang này, tối ngủ ở bang khác. Ngôi nhà này nổi bật không chỉ nhờ màu sơn hồng chói lóa mà còn bởi nó nằm giữa ranh giới tranh chấp địa phận hành chính của hai bang Maharashtra và Telangana của Ấn Độ. Điều thú vị là ngôi nhà của gia đình ông Uttam Bawa lại nằm chính giữa đường ranh giới đó, có nghĩa là ngôi nhà kỳ lạ có 8 phòng bị chia làm đôi trên bản đồ hành chính, gồm 4 phòng thuộc bang Telangana và 4 phòng thuộc ở bang Maharashtra. Thành viên trong gia đình ngủ ở bang này buổi tối nhưng sáng hôm sau sẽ sang bang khác để nấu ăn và dùng bữa. Họ được hưởng các chế độ phúc lợi và thậm chí còn sở hữu những phương tiện mang biển số của cả hai bang. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, chuyên mục cà phê không đường, cẩn thận rước họa vào thân từ việc làm đẹp cấp tốc dịp Tết. Chuyên mục chuyện ngày mới, độc đáo thiết bị giảm stress cho học sinh của thầy giáo ở Đồng Tháp. Chuyên mục cà phê không đường sẽ tiếp tục chương trình với câu chuyện đáng chú ý về việc làm đẹp của các chị em phụ nữ. Thưa quý vị, trong thời gian ngắn, các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hàng trăm trường hợp đến khám và điều trị do biến chứng từ việc làm đẹp cấp tốc. Đặc biệt có nhiều ca biến chứng nặng, khó có thể phục hồi, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và thẩm mỹ ở nhiều người. Vâng, làm đẹp đón Tết là nhu cầu tất yếu của nhiều người. Tuy nhiên làm đẹp cũng cần an toàn để không lâm vào cảnh tiền mất tật mang, rước họa vì làm đẹp cấp tốc như những quảng cáo tràn lan hiện nay. Mời quý vị cùng đến với phản ánh sau đây để thấy rõ vấn đề đáng báo động này. Hai bệnh nhân này đến bệnh viện Gia Liễu, thành phố Hồ Chí Minh để điều trị biến chứng vùng môi. Cả hai bệnh nhân trước đó đều đi sửa môi, bơm môi để làm mới, làm đẹp chuẩn bị đón Tết. Đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy vùng môi các bệnh nhân bị biến dạng. Bác sĩ cho biết nhiễm trùng khá nặng, khó phục hồi. Thì cái nguyên nhân có thể dẫn đến việc này có thể là do cái nơi mà thực hiện điều trị không đảm bảo được cái nguyên tắc vô trùng, dẫn tới là vi trùng xâm nhập vào cái vùng môi của bệnh nhân qua cái vị trí mà mình tiêm, hoặc là có thể sử dụng những cái sản phẩm chất làm đầy không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng trôi nổi trên thị trường, và cái việc mà đóng gói sản xuất nó không có đảm bảo cái nguyên tắc vô trùng. Làm đẹp ở các cơ sở thẩm mỹ không uy tín, kém chất lượng để rồi lãnh hậu quả ngược lại, tiền mất tật mang. Trường hợp nữ bệnh nhân này cũng vì tin lời quảng cáo trên trang Facebook đã đến một cơ sở thẩm mỹ ở quận 10 để tiêm tan mỡ. Sau đó đã phải nhập viện do bị áp xe, vùng bụng, hông, đùi xuất hiện nhiều nốt đỏ, viêm và chảy mủ. Việc điều trị cho những bệnh nhân tai biến tiêm tan mỡ là khá khó khăn. Đối với bệnh nhân này thì đầu tiên bệnh nhân phải làm trước một cái cấy mủ xét nghiệm tìm nguyên nhân. Bệnh nhân sau 2 tuần điều trị bằng kháng sinh và kháng viêm theo phác đồ thì đáp ứng khá là tốt, các vết loét khô hơn và các nốt viêm giảm sưng. Tuy nhiên, bệnh nhân cần được theo dõi kéo dài, bởi vì sau tình trạng tai biến tiêm tan mỡ thì việc điều trị sẹo xấu là cũng vô cùng khó khăn. Chỉ trong tháng cuối năm, các đơn vị tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Gia Liễu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM liên tiếp nhận và điều trị cho hàng trăm ca biến chứng do làm đẹp cấp tốc. Phần lớn các trường hợp bị biến chứng là do làm đẹp tại các cơ sở không phép, không đủ tiêu chuẩn và không được cơ quan chức năng cấp phép. Đặc biệt là những cái dịch vụ mà đòi hỏi cái can thiệp sâu hơn, ví dụ như là phải phẫu thuật,
hoặc là nhẹ nhàng hơn là căng chỉ, là bên tiêm botox hay tiêm filler cũng vậy, nó nhẹ, mặc dù nó rất là nhẹ nhàng nhưng mà nó cần có một cái thời gian, không ai không thể nào mà đẹp liền cả, nên nó cần có thời gian để cho nó theo cái nhu cầu, theo gọi là theo cái gọi là cái sinh lý của cơ thể, thì khi đó thì chúng ta phải mới đạt được cái kết quả mong muốn được, chứ không thể nào mà làm phát đẹp liền được cả. Làm đẹp là nhu cầu của hầu hết mọi người, nhất là phụ nữ. Nhu cầu làm đẹp tăng mạnh trong thời điểm cuối năm, chuẩn bị đón Tết. Tuy nhiên, làm đẹp không thể cấp tốc ngay tức thì, có thể thay đổi diện mạo. Do vậy, mọi người cần tránh xa vào bẫy quảng cáo làm đẹp cấp tốc. Đồng thời, đẹp nhưng phải an toàn. Lựa chọn địa chỉ làm đẹp uy tín, chất lượng, có phép là điều mọi người cũng cần lưu ý. Tiếp tục chương trình là phần tin nóng. Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài bóc phốt của một chủ cửa hàng giày trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội với nội dung: hai thanh niên lừa đảo đi mua giày, làm giả lệnh chuyển khoản lừa nhân viên của mình. Được biết do nhân viên bán hàng chưa có kinh nghiệm nên hai đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi, phối hợp và hết sức ăn ý, dễ dàng qua mặt nhân viên. Cụ thể, chủ cửa hàng cho biết hai người khách trộm giày lựa chọn rất lâu, cuối cùng mua 3 đôi giày rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng điều khiến ai cũng bất ngờ là đối tượng rất tinh vi khi tạo ra hóa đơn thanh toán giả để lừa nhân viên cửa hàng. Theo chủ cửa hàng chia sẻ, do nhân viên là sinh viên năm nhất, chưa có kinh nghiệm nên mới dễ dàng bị hai đối tượng qua mặt lừa đảo. Sau khi kiểm tra lại camera, chị chủ thuật lại chi tiết quá trình cặp đôi phối hợp với nhau để lừa tiền mua giày. Lúc hỏi xong mã QR code để chuyển khoản thì người phụ nữ nhờ nhân viên của mình thắt dây giày, người đàn ông gọi điện thoại nhờ đồng bọn ở nhà Photoshop bill chuyển tiền. Trước đó cả hai vợ chồng này đều đã đi giày mới vào chân và xin túi đựng giày cũ, ngoài ra còn lấy thêm 3 đôi tất của cửa hàng. Hình ảnh camera ghi lại một quán ăn ở khu vực Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho thấy, lúc này chủ quán vừa đi ra ngoài có việc. Ngay sau đó một người phụ nữ đi vào, nhanh tay lấy điện thoại để ngay trên tủ, rồi cho vào túi áo, nhanh chân rời khỏi hiện trường. Chủ quán cho biết, việc chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội nhằm giúp mọi người nâng cao tinh thần cảnh giác. Thưa quý vị, bắt xe khách giữa đường, người phụ nữ không ngờ rằng sau đó bị các đối tượng lấy sạch tài sản, rồi đẩy ra khỏi xe trong sự bất lực. Vụ việc xảy ra tại Đồng Nai mới đây, mời quý vị cùng theo dõi diễn biến. Theo đó, tại một cây xăng ở khu vực Dầu Dây, tỉnh Đồng Nai, lúc này một người phụ nữ đứng đợi xe, thì có một chiếc xe khách loại 16 chỗ tới trước để đi Phan Thiết. Khi đến địa phận Long Khánh thì được biết xe này đã đẩy người phụ nữ xuống và lấy hết tiền, vàng. Người phụ nữ sau đó phải gọi con gái ra chở về. Hiện tại nạn nhân đã trình báo vụ việc để công an điều tra làm rõ. Thông qua tình huống trên, khuyến cáo người dân khi đi xe về quê cần mua vé ở những nhà xe uy tín, không được bắt xe dọc đường, tránh bị lừa cướp tài sản như nạn nhân trên. Công an phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang lập hồ sơ điều tra vụ nhóm đối tượng giật dây chuyền của người dân ngay ngày đầu năm mới 2023. Theo trình báo của anh Hà Sơn Vũ, 52 tuổi, ngụ thành phố Thủ Dầu Một, hơn 9 giờ sáng ngày 1 tháng 1, anh chạy xe ra tiệm tạp hóa trên đường Lò Chén, phường Chánh Nghĩa để mua gói thuốc hút. Khi đang đứng đợi mua hàng thì bất ngờ hai đối tượng nam chở nhau chạy ngược chiều tới áp sát. Đối tượng ngồi sau đưa tay giật sợi dây chuyền trên cổ anh Vũ rồi tăng ga tẩu thoát. Theo anh Vũ, sợi dây chuyền bị mất là loại vàng 18K, hơn 5 chỉ, trị giá gần 20 triệu. Trong lúc bị giật thì phần mặt dây chuyền đã rớt lại, còn sợi dây bị lấy mất. Sau vụ việc, anh Vũ đã tới công an phường Chánh Nghĩa trình báo. Hiện công an thành phố Thủ Dầu Một đang truy xét. Thưa quý vị, nhằm tạo ra những thiết bị hỗ trợ đắc lực trong quá trình giảng dạy và kích thích sự hứng thú đối với học sinh, với niềm đam mê sáng tạo của mình, thầy giáo Đinh Thanh Hậu, giáo viên bộ môn kỹ thuật công nghiệp, trường Trung học phổ thông thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã sáng chế ra thiết bị hỗ trợ giảng dạy, học tập và giảm stress cho học sinh. Thiết bị này khi đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp học sinh giảm căng thẳng và nâng cao hiệu quả trong quá trình dạy và học. Chuyên mục Chuyện Ngày Mới hôm nay, mời quý vị cùng khám phá thiết bị giảm stress cho học sinh của thầy giáo ở Đồng Tháp quý vị nhé. Thiết bị này được cấu tạo gồm phần cứng và phần mềm với hệ thống trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Cấu tạo gồm có 4 nút nhấn A, B, C, D dành cho các đội, được kết nối với mạch phát dữ liệu và máy vi tính.
Các câu hỏi sẽ được trình chiếu trên màn hình TV. Khi học sinh nhấn nút trả lời, hệ thống thu tín hiệu sẽ giải mã tín hiệu đáp án A, B, C, D của các đội, kết nối với máy tính và truyền tín hiệu lên phần mềm. Khi xác nhận học sinh trả lời đúng câu hỏi, thì hộp quà sẽ tự động mở ra. Học sinh sẽ được nhận một phần quà giáo viên đã chuẩn bị trước. Trước đây thì em cảm thấy là nó hơi khô khan, hơi khó tiếp thu. Với lại là nhiều bạn còn chưa kích thích được tinh thần học tập của nhiều bạn. Nhưng mà từ lúc có phần mềm của thầy thì các bạn chăm chú lắng nghe hơn, các bạn chú ý và tiếp thu được nhiều hơn. Khi mình trả lời đúng thì phần quà sẽ được thầy chuẩn bị sẵn trong cái hộp quà của phần mềm. Thì khi mà trả lời đúng thì hộp quà sẽ mở tự động cho mình nhận quà. Những cái phần quà đó thì nó nhỏ nhưng mà nó tạo được cái tinh thần học tập cho tụi em cảm thấy là phấn khích hơn, vui hơn. Ưu điểm của thiết bị này là giá thành sản phẩm thấp và dễ sử dụng, có thể áp dụng được cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phần mềm còn tích hợp đầy đủ các bộ sách giáo khoa, sách tham khảo và một số video clip phim tài liệu để phục vụ quá trình dạy học của giáo viên. Ngoài việc hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy, thiết bị còn hỗ trợ cho học sinh học tập, kiểm tra hoặc bồi dưỡng học sinh giỏi tại nhà khi học tập ở trường không đủ hoặc là do dịch bệnh không thể đến trường. Mềm của em thì có thể là ứng dụng cho các giáo viên khác sử dụng. Thì trong quá trình dạy học, nhiều giáo viên nhiều bộ môn, ví dụ như chúng ta chỉ có chọn được câu hỏi và chúng ta đưa cho giáo viên có khác là sử dụng nhiều tất cả trên các bộ môn như là toán, lý, hóa, vân vân, thì môn nào sử dụng cũng được, cái đó giáo viên sử dụng dễ dàng, ứng dụng được rất là dễ sử dụng. Cái thiết bị này thì nó cũng có ở trên thị trường thì nó có nhiều loại quy điều khiển. Thì ở đây em sử dụng đó là quy điều khiển bit, thì giá thành bit thì nó rẻ mà nó hoạt động ổn định. Người chúng ta chỉ mua về chúng ta lắp ráp là xài được, cái đó nó tiện sử dụng, dễ lắp đặt. Được biết thiết bị này đã đạt giải khuyến khích hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp năm 2020-2021. Hiện thiết bị đang được ứng dụng thực tế trong giảng dạy tại trường Trung học phổ thông thành phố Sa Đéc và được các giáo viên và học sinh đánh giá cao. Ở năm học này thì sản phẩm đó thì vẫn cải tiến lại và tiếp tục cho học sinh sử dụng để giảm stress trong quá trình học tập trực tiếp. Và qua cái thử nghiệm ở các lớp thì nhận thấy là học sinh rất là thích thú với cái phần mềm mà giảm stress mà thầy viết này. Và các em cũng giảm được căng thẳng trong quá trình học tập. Để mà khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên hay là hỗ trợ giáo viên và học sinh để tham gia các cái cuộc thi do ngành phát động, thì trong cái khuôn khổ cho phép thì nhà trường cũng cố gắng tạo điều kiện về kinh phí để hỗ trợ cho các sản phẩm cũng như là cái bồi dưỡng cho giáo viên khi mà họ tham gia các cuộc thi cấp tỉnh. Và về phía nhà trường cũng có cái sự khen thưởng để khích lệ tinh thần cho giáo viên và học sinh. Ngoài sáng chế này, thầy Đinh Thanh Hậu cho biết đang tiếp tục nghiên cứu sáng tạo ra sản phẩm mới để phục vụ cho nhu cầu giảng dạy trong thời gian tới. Có thể thấy, với việc không ngừng sáng tạo của mình, thầy Hậu không chỉ góp phần mang lại hiệu quả cho quá trình dạy và học, mà còn lan tỏa phong trào nghiên cứu, sáng tạo cho cả giáo viên và học sinh. Một thiết bị đầy sáng tạo và vô cùng hữu ích đúng không nào? Vừa đạt hiệu quả cao trong giảng dạy mà còn tạo tâm lý thoải mái cho học sinh. Vâng, hy vọng rằng thiết bị sáng tạo này sẽ được nhân rộng hơn nữa ở các lớp học để góp phần giảm stress cho các em học sinh, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực để các em hứng thú hơn với mỗi bài học. Và thưa quý vị khán giả, câu chuyện thú vị này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, Tuyết Oanh và Xuân Nghĩa xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua những khó khăn của đại dịch. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.